tiệm kính nhà mình có phương châm khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cậu là nhân viên mới, tôi nói thế này cho nhanh. Khách mà vào đây thì cậu chỉ được nói thật thôi. Cậu mà nói dối nửa lời, tôi cắt. Nghe chưa? Tưởng cái gì chứ, chị không biết tên thật đầy đủ của em là Hà Thật Bách Khỉ à? Được, thế thì tốt. Kìa, có khách kìa. Bà ơi, ở đây bác kính không ạ? À? Dạ. À, em hiểu rồi. Thì chả bán kính sao? Rồi à, mua à, đi vào quán kính hỏi người ta có bán kính hay không. Chả anh biết cái khả năng chứ, chứ không cần mua kính đâu. Dạ không phải đâu anh ơi. Ý của bạn ấy là anh đã bước chân lên đúng với thiên đường của kính mắt rồi ạ. Bạn này bạn là nhân viên mới, có tiểu sử bị bệnh Covid nên là không kiểm soát được lời nói của bạn ấy. Nên là anh thông cảm cho bọn em nhá. Đấy, anh nói thế này có phải dễ nghèo. Thôi rồi, tỏ ra đây tư vấn chúng tôi phát. Đâu rồi? Dạ, dạ đây ạ. Có thấy cái kính này có hợp với tôi không? Chocolate, mình chặt sắt. Cậu cười cái gì? Em thề với anh, em chưa thấy một cái người nào mà nó vừa có cái gu thẩm mỹ như anh. Cái gì? Anh qua đây anh mua kính của bọn em cho mắt nó khỏe còn được. Chứ cái mặt anh thì chỉ có kính lão đắc thọ mới hợp thôi anh ạ. Đi đâu kính như tôi nhanh. Lại đây anh ơi. Mở to cái mắt ra xem nào. Đây đây, thế mắt tôi sao rồi hả cậu? Ui tôi xong thật rồi. Hả? Thế mắt tôi có vấn đề gì à? Thật sự không ổn chút nào luôn ý. Là như nào? Cậu nói đi. Không biết dùng cái máy này kiểu gì cả. Thôi sang nào tôi gặp. Dạ anh ơi, anh đi là sao anh đừng đến nữa chứ. Em bán mệt lắm. Kính nào rồi? Cái mẫu kính đắt nhất đúng không? Tôi bị ngay cái cách để hiểu quả mà. Đâu có, em đuổi đi rồi mà. Đi, sao anh đuổi? Thì tại ông ấy cứ đòi đeo kính đẹp trong khi mặt ông không đẹp. Xong ông cứ bảo em đeo kính mắt trong khi em không biết đâu. Bước tới đi cái. Bước kết được cửa mình. Không. Bây giờ chính thức được tuyển làm nhân viên mới với tôi. Đi ơi. Bây giờ như này nha. Khách đến mà có hỏi, đừng có phải nhanh nhẹo cái mồm. Cứ nói dối khách thì kiểu gì bán hàng. Khách thì cũng dữ lắm. Chính ra cũng dễ nhờ chị nhở. Ừ dễ mà. Ôi đúng có khách kìa. Chúng ta xử lý nha. Chị cũng đi bơi mấy cá. Cho hỏi sao mình bán kính đúng không ạ? Dạ không ạ. À ừ vậy thôi mình cảm ơn nhé. Ok ông chị. Nhớ tôi dặn gì chưa?